Chào các bạn học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9, cùng nhau giải đề thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 nhé. Và ngày hôm nay là năm 2021 rồi, năm mới đã đến rồi, chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, may mắn nhé. Rồi, bài nghe của chúng ta. Rồi, bài phát âm. Commercial. Computer information important. Đáp án của chúng ta là câu C. Stay handle nation behave. Chúng ta khoanh vào câu B. Bởi vì câu này đọc là âm này, trong khi mấy âm này đọc là A. Waiter. Encourage. Finish. But. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào câu C này. Rồi, xuống bài số 9, invention là nhấn âm 2 này, interact là nhấn âm 3 này, develop là nhấn âm 2 này, consumer âm 2 này, chúng ta được quanh vào câu C nhé. Religion âm 2, business âm 1, media nhấn âm 1, logical âm 1 luôn, cho nên chúng ta thấy là của A. Rồi, chúng ta xuống bài ngữ pháp. Chúng ta xuống bài ngữ pháp này. Áo dài là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Cái từ trang phục nó đồng nghĩa với từ nào? Có nghĩa là cái từ gì? Đó là dress, cái đầm. Làng của tôi thì nằm gần với chân núi. Chân núi là foot of a mountain, là chân núi. Rồi, câu tiếp theo. Nếu bạn học ở trung tâm này thì bạn có thể sống trong một cái gì? Bạn có thể sống trong ký túc xá. Cái này là ký túc xá nhá, dormitory nhá, dorm tắt là dorm. Cái này là phòng, nói chung là mấy căn phòng gì đó, phòng cá nhân, khách sạn. Mẹ cô ấy sẽ cho phép cô ta đi ra ngoài với chúng ta chứ? Đây là câu hỏi quiz, câu hỏi đuôi, start question này. Đây là khẳng định, đây là phủ định. Ở đây có will này, cho nên chúng ta sẽ xài phủ định là will. Và chủ ngữ là one C, về C cô ấy đó, mẹ cô ấy đó là gì, là con gái. Và chúng ta khoanh vào câu D. Khoanh vào câu D. Đó. Rồi, câu số 15 này. Tôi thực sự muốn tham gia với bạn. Nhưng tôi phải hoàn thành bài tập của tôi trước. Ở đây chúng ta sẽ chọn từ bớt, đó là nhưng này. Sâu là vì thế này. Rồi, dâu là mặc dù này. Because là bởi vì này. Cho nên chúng ta phải chọn câu B, câu D. Tôi nghĩ rằng, anh ta nghĩ rằng lướt web thì mất thời gian. Mất thời gian là time consuming. Time consuming là mất thời gian. Cái này là tiêu thụ, sự tiêu thụ. Consumer là người tiêu thụ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Câu bao nhiêu rồi? Câu số 17 nè. Câu số 17 là câu điều ước. Tháng 1 ở Moscow thì bây giờ là tháng 1 ở Moscow và thời tiết rất lạnh, giá như trời không có lạnh. Đây if only nó bằng với quiz đó. If only nó bằng với quiz là câu điều ước ở hiện tại. Cho nên chúng ta chọn câu C là warren. Điều ước ở hiện tại chúng ta phải xài quá khứ giả định. Nếu có to be thì xài were cho tất cả các ngôi. Rồi, câu số 18 này. Lễ kỷ niệm trường của chúng ta được tổ chức vào sáng thứ tư. Bây giờ chúng ta nhớ on cộng với thứ cho nên nó sẽ on. Rồi, câu số 19. Điện thoại thì được phát minh cách đây hơn 100 năm. Đây phải là bị động bởi vì điện thoại là vật, cho nên ở đây phải là bị động của thế quá khứ đơn. Bị động quá khứ đơn là was, were cộng động từ cột 3. Telephone là số ít, chúng ta xài was cộng động từ cột 3 nha. Ở đây sẽ là was invented, câu D. Rồi, câu số 20. Nam sẽ không đỗ kỳ thi nếu anh ta không cố gắng. Cái này nó bằng với if not này. If not là nếu không. Nếu không. Hoặc là trừ khi. Trừ khi anh ta cố gắng. Chúng ta khoanh vào câu B nhé. Rồi, xuống bài dưới. Câu 21. Giáo viên yêu cầu học sinh của ông ấy hỏi học sinh của ông ấy rằng bọn họ đã đặt cây bút của ông ấy ở đâu, nhưng không có ai trả lời. Bây giờ đây là câu tường thuật nè. Câu tường thuật thì lùi thì, ở đây lùi thì đúng rồi, nhưng mà không, người ta không xài did ở trước, người ta bỏ did đi và viết như thế này, động từ cột 2 nhé. They put his pen.
Rồi câu này sai này, chứ không phải câu này sai, bạn này làm sai rồi. Câu 22, bà Liên dạy tiếng Anh ở trường cũ của tôi một thời gian dài rồi. Nè, rớt điện thoại của mẹ con, xơi sang bàn kia đi. Chúng ta nhớ xin cộng mốc thời gian, xin là mốc thời gian. Còn for là cộng với khoảng thời gian. For là khoảng thời gian. Cho nên ở đây các bạn xóa đi cái từ xin này, chuyển thành for, for a long time. Đó, hiện tại hoàn thành nha. Rồi câu tiếp theo. Đã 2 năm rồi từ khi tôi gặp bố tôi lần cuối, bố mẹ tôi lần cuối, tôi đã không gặp nọ từ đó. Ở đây không có gì sai cả. Cái này phải chuyển thành I haven't. I haven't seen them. Tôi đã không gặp họ từ đó. Rồi câu 24. Chúng là những cái cassette cũ của bạn. Sẽ rằng kia đúng bạn. Cái mà Sarah muốn mượn phải không? Đây là câu hỏi đuôi này. Ở đây không thể Adi được, phải là Adai. 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 Đó. Rồi, xuống bài dưới là bài bản viết tay của bạn quá xấu đến nỗi là sao tôi không, nó không thể đọc được. Bây giờ nó không thể đọc được. Nó là vật. Vật thì phải sao? Vật thì phải là passive, bị động. Bị động. Bị động. Mà bị động thì can gì? Can be, động từ cột 3. Động từ cột 3 của từ Rick vẫn viết như vậy luôn. Viết như vậy luôn. Rick, red, red. Rồi, các bạn nhớ giờ cấu trúc YouTube cộng động từ nguyên mẫu, đó là đã từng làm gì đó trong quá khứ. Đã từng làm gì trong quá khứ. Còn be you too cộng verb in, hoặc là get you too. Get you too. Verb in là quen với cái gì đó. Quen với. Rồi ở đây là cấu trúc you too cộng động từ nguyên mẫu, đã từng làm gì đó. Trẻ em đã từng đi sở thú với tôi, con tôi thường đã từng đi sở thú với tôi vào các ngày chủ nhật. Ở đây giữ nguyên, gọi là chu, thêm chu vào chu go chu the zoo with me on Sunday. Trúng bán, rớt điện thoại, trúng. Rồi chúng ta xuống cái bài dưới, nói về media, phương tiện truyền thông. Phương tiện truyền thông này, phương tiện truyền thông là cái gì? Định nghĩa về truyền thông là gì? Truyền thông bao gồm tất cả cách thức mà tin tức những cái thông tin đó, những cái thông tin được phân phát cho tới khán giả. Rồi truyền thông thì bao phủ mọi thứ, từ những cái tin tức, rồi từ những cái điều tra, báo cáo điều tra, những câu chuyện giải trí này, nếu mà nó được in hoặc là được phát trên gì đây, cái này rất là dài đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta đọc nào. Câu nào sau đây thì không có là không phải là một trách nhiệm của editor, biên tập viên. Cái nào không phải là trách nhiệm của biên tập viên? Bây giờ chúng ta nhìn biên tập viên chỗ nào nha. Chỗ cái này nó in thiếu rồi, khó nhìn lắm luôn ấy, nó thiếu rồi. Đây nào. Đó. Rồi zoom nhỏ xíu. Editor nè. Người mà ghi out the assignment này, assess the quality of writing and research, make decision about where and when the story run. Đó là trách nhiệm của editor, biên tập viên. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ khoan câu nào không phải là trách nhiệm của biên tập viên. Viết báo cáo về câu chuyện, phán quyết việc viết và nghiên cứu, rồi nhiệm vụ bài tập. Đây nó là câu B các bạn ạ. Câu B vì nó không có, nó không phải viết báo cáo. Mấy người này biên tập viên không có viết. Đây đưa ra những cái bài tập assess, tức là đánh giá chất lượng của bài viết, bài nghiên cứu và đưa ra quyết định về nơi và khi nào câu chuyện này diễn ra. Rồi tiếp theo, theo như bài đọc này thì câu nào sau đây là không đúng? Phương tiện truyền thông bao phủ mọi thứ, từ cái này cho tới này là đúng rồi nè. Mỗi câu chuyện được in hoặc được phát trên TV là việc làm của cả nhà báo và editor. Xem có cái này không nhé. Many đây. Đây, many journalists và editor đây là có này. Vậy là câu này đúng rồi. Hai người này làm việc đó. Tiếp theo, bạn có thể đặt mọi thứ trên toàn cầu ha, vào trong máy tính cá nhân. Bây giờ chúng ta coi có câu này không nhé. Chỗ nào nói về máy tính cá nhân này.
Đây, internet đặt tất cả mọi thứ trên vào trong máy tính cá nhân của bạn. Rồi, internet những báo cáo tin tức ở trên internet có thể là được update ngay tức khắc. Constantly. Rồi ở đây là gì? Nằm đây này. Tất cả những người dùng thì có cái link để mà up to the minute new story. You can get constant new update from a variety of sources via your personal computer, providing you with the most in-depth coverage. Nghĩa là sao ta? Everything, ở đây có từ everything là sai. Cái này nó không có nói everything. Vậy mình nghĩ đó là câu C sai, nhưng mà câu B bạn làm sai rồi. Rồi xuống bài dưới, nhìn chung thì cái media nó bao gồm cái gì, chúng ta sẽ tìm chỗ nào có cái từ đó. Đây, nó nằm ở đây. Chúng ta sẽ viết từ đây tới đây là chúng ta đầy đủ ý nghĩa nhá. Rồi câu thứ hai nè. What are connected to links that almost all browser have? Câu này nằm ở chỗ nào? Liên quan đến browser đây nè. Đó. Cái gì được kết nối với đường link mà hầu hết tất cả người dùng có? Tất cả những người dùng thì có đường link để mà update câu chuyện mới. Đó, vậy là new. New story. Đó. Constant new update. Rồi xuống bài dưới các bạn. Bạn không nên mua cái loại đầm này. Mẹ của tôi nói, mẹ của tôi, đây là câu tường thuật khuyên bảo. My mother advised me not to buy this thành that kind of dress. Đó. Câu tiếp theo, tôi đang rời thành phố cho việc học hành của tôi. Tôi đang đi học tiếp. Alan nói với tôi, Alan told me that he was leaving the city for his further education. Đó. Tôi xin lỗi nói với bạn rằng tôi không thể giúp bạn tìm được công việc. Tôi ước là tôi có thể giúp bạn tìm công việc. Help you find job. Đó. Được câu rồi. Trời ơi là trời. Chúng ta qua câu tiếp theo, đó là bài kiểm tra rất dài, tôi không thể tìm được, tôi không thể hoàn thành nó trong vòng 1 giờ. Vì bài kiểm tra rất dài, since the test was very long, I couldn't finish it in an hour. Rồi. Hết rồi, và chúc các bạn may mắn.